Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng chỉ đạo tăng mức xử phạt nặng đối với lái xe vi phạm ma túy và nồng độ cồn. Hiệu quả xử lý vi phạm giao thông của lực lượng chức năng bằng hình thức khóa trang tại thành phố Thanh Hóa. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về bảo đảm cho tự an toàn giao thông năm 2019. Trong đó khẩn trương trình chính, chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ và đường sắt theo hướng tăng nặng chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm về ma túy nồng độ cồn. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là hành vi ép lái xe phải hoạt động quá thời gian làm việc theo quy định là nguyên nhân dẫn đến vi phạm về ma túy, gây tai nạn giao thông. Tổ chức ra soát toàn bộ việc cấp phép và hoạt động của các phương tiện liên vận nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn. Cụ thể, tuyến Hà Nội Đà Nẵng chạy thêm 4 chuyến, tuyến Hà Nội Vinh chạy thêm 6 chuyến. Trên các tuyến Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Đồng Đăng, Hà Nội Quán Triều, Yên Viên, Hạ Long, ngành đường sắt duy trì chạy thường xuyên 10 đôi một ngày. Các tàu sẽ nối thêm toa xe khi nhu cầu của hành khách tăng. Công ty vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho biết, cùng với việc chạy thêm tàu trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, đơn vị vẫn duy trì áp dụng chương trình giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách mua vé tập thể từ 20 người trở lên. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các sở giao thông vận tải tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông mùa mưa bão trên hệ thống đường bộ địa phương. Đối với hệ thống đường tỉnh, đường khác được giao quản lý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tăng cường kiểm tra tình trạng các cầu, nhất là sau các đợt lũ kiên quyết xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ đặc biệt là các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường xây dựng lều quán ký ốt bán hàng dựng dạp để vật tư hàng hóa trong phạm vi lòng lề đường ta luy xử lý dừng đỗ xe trái quy định mở đầu nối trái quy định trong ngày 9 tháng 8 năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản 176 trường hợp, trong đó ô tô 116 trường hợp, mô tô 60 trường hợp, với số tiền phạt trên 340 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 13 trường hợp, tạm giữ 17 phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, vào các buổi tối trên nhiều tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông gia tăng, gây mất an toàn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an thành phố Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát thường phục nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện kế hoạch số 177 của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm xử lý vi phạm tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. Công an thành phố Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng, bố trí nhiều tổ tuần tra, sử dụng biện pháp thường phục hóa trang nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm. Vào khoảng thời gian từ 20 đến 22 giờ tối, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí nhiều tổ, mỗi tổ hai người điều khiển xe gắn máy tuần lưu trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn để phát hiện và xử lý vi phạm. Trong đó chủ yếu đối tượng xử lý là thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện lạng lách đánh võng không đội mũ bảo hiểm. Việc lực lượng hóa trang xử lý vi phạm đã có tác dụng đánh vào ý thức người vi phạm, mang tính gian đe người tham gia giao thông từ bỏ ý định chỉ khi thấy bóng cảnh sát giao thông mới chấp hành nghiêm vi phạm bởi cảnh sát giao thông sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào để xử phạt. Tính trong vòng một tháng trở lại đây, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Thanh Hóa bằng biện pháp thường phục hóa trang đã phát hiện và xử lý gần 200 trường hợp vi phạm. Để trong thời gian tới thì để nâng cao hiệu quả công tác thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục phân công lực lượng để tuần tra kiểm soát và bắt giữ các trường hợp thanh thiếu niên là cố tình vi phạm nhằm là giảm giảm cái vi phạm tai nạn giao thông để góp phần làm ổn định các tình hình và tự an toàn giao thông của bản thành phố. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà chiều hướng vi phạm luật giao thông đường bộ đang có xu hướng gia tăng, dẫn đến tai nạn giao thông, thì các biện pháp như cảnh sát giao thông mặc thường phục hóa trang là vô cùng cần thiết, bởi nó không chỉ đảm bảo hiệu quả xử lý vi phạm mà còn có tác dụng nâng cao ý thức đối với người tham gia giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.